Thưa quý vị và các bạn thân mến, dịch coronavirus đến ngày 19 tháng 2 hôm nay, Trung Quốc đã có thêm 136 người chết, hơn 9.100 người được chữa khỏi. Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc NHC, tổng số ca nhiễm COVID-19 mới ở toàn Trung Quốc đại lục đến ngày 18 tháng 2 là 1.749, giảm nhẹ so với số 1.886 ngày 17 tháng 2. Số ca tử vong mới nhất là 136. Đến 7 giờ sáng ngày hôm nay 19 tháng 2, hãng tin Reuters dẫn thông tin của từ Ủy ban Quốc tế Quốc gia của Trung Quốc NHC cho biết tổng số ca nhiễm COVID-19 mới ở toàn Trung Quốc đại lục tính đến ngày 18 tháng 2 là 1.749, giảm nhẹ so với con số 1.886 ngày 17 tháng 2. Trong khi đó, số ca tử vong mới tính đến cuối ngày 18 tháng 2 là 136, tăng mạnh so với con số 98 người chết ngày 17 tháng 2. Như vậy, tính đến 7 giờ sáng ngày 19 tháng 2, tổng số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới là 75.187 ca và 2.009 ca tử vong, bao gồm 2.004 người chết ở Trung Quốc đại lục. Ủy ban Y tế Hồ Bắc cho biết đến cuối ngày 18 tháng 2, thành phố Vũ Hán có thêm 166 ca nhiễm mới và 116 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong tại Vũ Hán lên 1.497 ca. Đến nay, toàn tỉnh Hồ Bắc đã có 9.100 người phục hồi và được cho xuất viện, trong khi khoảng 11.200 người vẫn đang trong tình trạng nặng hoặc cực kỳ nguy kịch. Ở Hàn Quốc, xác nhận có 15 ca nhiễm mới. Theo hãng thông tấn Yonhap dẫn thông báo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng dịch bệnh Hàn Quốc, xác nhận có 15 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh ở nước này lên 46 người. Trong các ca nhiễm mới có 13 ca là cư dân của thành phố Daegu, tỉnh Gyeongsang. Cảnh báo dịch bệnh bùng phát trở lại khi người dân Trung Quốc đi học, đi làm lại. Một nghiên cứu gần đây trên 72.000 bệnh nhân tại Trung Quốc trong giai đoạn 8 tháng 12 năm 2019 đến 1 tháng 2 năm 2020 của nhiều nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa dịch bệnh tại Trung Quốc cho thấy số ca nhiễm virus chủng mới đạt đỉnh điểm vào đầu tháng 2. Con số bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng COVID-19 cao nhất là vào ngày 1 tháng 2. Kể từ đó trở đi không còn nhiều ca nhiễm mới cao như vậy nữa. Theo nhóm nghiên cứu, đây là dấu hiệu cho thấy số người bệnh đang giảm dần. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cũng cảnh báo rằng Trung Quốc nên chuẩn bị cho khả năng bùng phát trở lại của dịch bệnh một khi người dân Trung Quốc đi học và đi làm trở lại. Hàn Quốc dùng máy bay của Tổng thống đón công dân từ tàu Diamond Princess. Hãng tin Yonhap cho biết chính phủ Hàn Quốc hôm 19 tháng 2 đã đưa 16 công dân Hàn Quốc và bạn đời một trong 6 người Hàn này rời ổ dịch trên du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly ở thành phố Yokohama, Nhật Bản về nước. Theo đó, 7 người này sẽ được đưa vào khu cách ly ở sân bay quốc tế Incheon trong ít nhất 2 tuần để loại bỏ các triệu chứng nào có thể liên quan đến COVID-19. Trước đó, theo hãng Reuters, các quan chức y tế cho biết có 14 công dân Hàn Quốc, bao gồm 5 thành viên thủy thủ đoàn có mặt trên du thuyền Diamond Princess. 14 công dân này đã bao gồm 6 người đã được về nhà ngày 19 tháng 2. Du thuyền Diamond Princess thuộc sở hữu của Carnival Corp chở khoảng 3.700 hành khách và phi hành đoàn, bị cách ly ở Yokohama từ 3 tháng 2 sau khi một người đàn ông xuống tàu ở Hồng Kông bị nhiễm COVID-19 trước khi con tàu đến Nhật Bản. Theo các cơ quan chức năng Nhật Bản, tính đến nay đã có 540 người trên du thuyền nhiễm COVID-19. Trong khi đó, Hàn Quốc đến nay đã xác nhận 31 ca nhiễm COVID-19. WHO ghi nhận 92 ca lây nhiễm COVID-19 từ người sang người bên ngoài Trung Quốc. Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros ngày 18 tháng 2 cho biết có 92 trường hợp lây nhiễm virus corona chủng mới từ người sang người tại 12 quốc gia bên ngoài Trung Quốc,
nhưng không có dữ liệu để so sánh với Trung Quốc. Theo hãng tin AFP dẫn lời của Tedros cho biết WHO vẫn chưa thấy sự lây truyền cục bộ liên tục, ngoại trừ một vài trường hợp cụ thể trên du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly ngoài khơi thành phố Yokohama, Nhật Bản. Tính đến sáng ngày 18 tháng 2, Trung Quốc đã cập nhật với WHO về 72.528 ca nhiễm bệnh đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra COVID-19 ở nước này. Đoàn công tác của WHO đang có mặt tại Trung Quốc có thể sẽ đến thành phố Vũ Hán, trung tâm điểm của dịch bệnh và mọi phương án đều được để ngỏ. Trong một diễn biến liên quan như báo Khmer Times đưa tin, Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 18 tháng 2 xác nhận số du khách trên du thuyền MS Vesterdam còn lại ở nước này đang chuẩn bị về nước. Cho đến nay đã có 541 hành khách trên du thuyền MS Vesterdam rời Campuchia để đến một quốc gia châu Á khác. Hiện còn khoảng 500 hành khách đang bị mắc kẹt lại Phnom Penh, Sihanouk View, và sẽ có 3 chuyến bay đưa nhóm này đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Nhật và các nước khác trong khu vực. Báo Khmer Times cho biết việc hoãn những chuyến bay này không phải vì có người nhiễm COVID-19 trên du thuyền, mà vì vấn đề vé máy bay. Châu Phi và Mỹ Latin có thể phát hiện COVID-19 cuối tuần này. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, 40 quốc gia ở châu Phi và 29 quốc gia ở Mỹ Latin dự kiến có khả năng phát hiện COVID-19 vào cuối tuần này. Nhiều trong số các quốc gia này là châu Phi và Mỹ Latin đã và đang gửi các mẫu xét nghiệm đến các quốc gia khác và đợi kết quả trong vài ngày. Giờ họ có thể tự xét nghiệm trong vòng 24 đến 48 giờ. Tổng giám đốc WHO Tedros phát biểu vào rạng sáng ngày 19 tháng 2 giờ Việt Nam. Theo Reuters, Trung Quốc cho biết số liệu các ca nhiễm mới giảm cho thấy những biện pháp mạnh mẽ và táo bạo của nước này như hạn chế đi lại và thương mại đã cho thấy hiệu quả trong việc làm chậm lại quá trình lây lan của dịch bệnh COVID-19, không chỉ ở Hồ Bắc và Vũ Hán mà còn ở các địa phương khác tại Đại Lục. Chuyên gia Mike Ren từ WHO nhận định Trung Quốc đã thành công khi dập lửa đầu tiên Hồ Bắc và bảo đảm rằng người dân trở về Bắc Kinh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đang được giám sát chặt chẽ ngay bây giờ. Cách tiếp cận chiến lược và chiến thuật của Trung Quốc là chính xác, Ren ca ngợi. Trong khi đó, ông Max Bullhaus, giáo sư về bệnh truyền nhiễm ở Đại học Edinburgh của Anh, cho biết các con số mà Trung Quốc công bố đang cho thấy sự khích lệ. COVID-19 và những cái bắt tay gian xảo. Che giấu thông tin và bệnh kinh niên bất trị của người Cộng sản, bất cứ Cộng sản nước nào. Và điển hình nhất là Cộng sản Trung Quốc, nước được nhìn nhận là một cường quốc chỉ đứng thứ hai sau Mỹ, nhưng cũng là nước có kinh nghiệm che giấu thông tin bài bản nhất. Trong thế giới tư bản, rất nhiều người không thể hiểu tại sao chính quyền Trung Quốc tuy hùng mạnh là vậy, lại không muốn cho người dân của họ biết những thông tin mà đáng ra họ có quyền được biết. Từ số liệu kinh tế đến những chính sách vĩ mô của chính phủ, từ thực trạng đất đai cho tới những dự án mà chính phủ đang thực hiện tại nước ngoài. Tất cả những thông tin này đều bị bưng bít và ngay cả những định chế thế giới cũng khó lòng vượt qua được những tấm màn bí ẩn mà chính phủ Trung Quốc buông xuống. Tuy nhiên, khi cơn dịch bệnh hay thiên tai xảy ra, việc che giấu thông tin có thể làm cho vấn đề trầm trọng hơn vì xã hội sống trong một vòng vây phong tỏa mọi con số cần thiết để người dân hay ngay cả các cơ sở y tế có thể phản ứng với tình trạng người chết, bị thương hay bị lây lan một chứng bệnh truyền nhiễm nào đó. Khi dịch bệnh coronavirus xảy ra, chính quyền Trung Quốc đã ngăn cản mọi tin tức có liên quan đến nó, không được rò rỉ ra khỏi Vũ Hán nơi mầm bệnh bắt đầu. Công an sách nhiễu 8 nhân viên y tế của Vũ Hán, trong đó có nhiều bác sĩ và y tá, không cho họ cơ hội thông báo về con virus nguy hiểm này. Mặc dù họ là chuyên viên y tế rất hiểu rất rõ việc cần làm và là cần thiết báo động về những gì mà Vũ Hán phải nhận lãnh. Chính phủ Trung ương Trung Quốc không chấp nhận tung tin này ra với cộng đồng và chấp nhận phương án bao phủ người dân
với thế giới bên ngoài, trong đó có cả những nước rất quan tâm và thừa khả năng nghiên cứu virus để tạo ra vaccine cần thiết. Bên cạnh những thông tin nhỏ giọt và không chính xác, chính quyền còn bị cáo buộc là đã mua chuộc một tổ chức quan trọng nhất thế giới là WHO, Tổ chức Y tế Thế giới, để tổ chức này trong tư cách chính danh và đủ uy tín để xác nhận tình trạng khẩn cấp hay không của một trận dịch đang xảy ra tại một nước nào đó. Ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm báo động với thế giới về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, và khi lệnh này được ban hành thì những biện pháp cách ly với nước bị dịch bệnh tấn công sẽ được cả thế giới áp dụng. Trung Quốc không muốn đất nước của mình bị cách ly với thế giới bên ngoài nên mọi nỗ lực dồn vào vận động WHO nhằm che bớt con số thật của nạn nhân bị nhiễm và đã chết trong cơn dịch. Trung Quốc có thể giấu được người dân trong nước nhưng không thể giấu được cả thế giới về sự thực đang xảy ra. Cả thế giới chú ý tới mọi cử chỉ của WHO vì đây là nơi đầu tiên mà các con số về virus corona sẽ được công bố. Từ khi dịch bệnh xuất hiện, người ta không thấy một dấu hiệu nhanh lẹ nào từ tổ chức này. Bà Tatoko, chuyên gia của WHO tại Việt Nam, cho rằng tất cả các trường hợp ca bệnh xâm nhập đến quốc gia hiện nay đều có tiền sử từ thành phố Vũ Hán hoặc đã từ đó đến đây. Tỷ lệ tử vong khi nhiễm nCoV tại Trung Quốc khoảng 3-4%, số ca bệnh nặng 20-25%. Theo VOA thì trước đó, Tedros, tổng giám đốc của WHO, đã có những tuyên bố rõ ràng về quan điểm của WHO chưa cần thiết tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Ông Tedros cho biết mặc dù đây là trường hợp khẩn cấp ở Trung Quốc, nhưng nó vẫn chưa trở thành một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu. Do số lượng của các trường hợp hạn chế đã lan ra ngoài Trung Quốc cho đến nay và Trung Quốc nỗ lực kiểm soát ổ dịch, WHO xác định vẫn còn quá sớm để sử dụng chỉ định vào thời điểm này, không có bằng chứng về sự lây truyền từ người sang người bên ngoài Trung Quốc. Thế nhưng, ngày 30 tháng 1, đúng một tháng sau, WHO tuyên bố bệnh dịch coronavirus mới gây ra tại Trung Quốc là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Tổng giám đốc WHO Tedros đã thông báo tin này trong một cuộc họp báo vào tối thứ Năm tại Geneva. Dịch bệnh mới phát hiện lần đầu tiên tại Trung Quốc vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 và lây lan qua 18 quốc gia. Trước đó, ông Tedros đã tới Trung Quốc và bức ảnh ông chụp chung với Chủ tịch Tập Cận Bình gây nghi ngờ cho người sử dụng mạng. Có điều gì đó khuất tất bên trong cái vội vã bắt tay mà người ta cho rằng để nhận bổng lộc hơn là cái bắt tay ngoại giao thông thường. Ông Tedros còn nhiều lần lên tiếng khuyến khích thế giới không nên cô lập Trung Quốc vì nước này có những hành động chống coronavirus rất hiệu quả. Không những thế, ông Tedros còn vận động Ngân hàng Thế giới cho Trung Quốc được vay 700 triệu đô la để chống dịch cúm. Nhưng Chủ tịch Ngân hàng Thế giới WB Davis Mabas cho biết tổ chức này đang hỗ trợ kỹ thuật cho Trung Quốc để giúp nước này ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona nCoV và sẽ không cho nước này vay một khoản vay mới nào. Ông Tedros trong vai trò đại diện của WHO chính thức thay tên gọi của coronavirus mà thế giới quen gọi là dịch Vũ Hán mà báo chí toàn cầu sử dụng trước đây bằng cái tên COVID-19. Ông Tedros nói rằng quyết định chính thức đặt tên cho virus corona là COVID-19 được đưa ra nhằm tránh sự kỳ thị về nơi bắt đầu nguồn gốc của virus này. Người ta đặt câu hỏi tại sao ông Tedros lại tỏ ra năng lộ với Trung Quốc như vậy, và cuối cùng thì câu trả lời đã có. Ông giám đốc của WHO không làm tròn sứ mệnh y tế của mình, mà ông ta đang đóng một vài chính trị gia thần cộng hết lòng bảo vệ chế độ Bắc Kinh thay vì bảo vệ sinh mạng của người dân Trung Quốc. Mà không ai ngạc nhiên khi một lá thư đòi ông phải từ chức có hơn 350.000 chữ ký đang được ký tiếp cho đủ 500.000 để gửi cho Liên Hợp Quốc. Có thể ông ta sẽ thoát vì Liên Hợp Quốc cũng từng có những điều tiếng che giấu thông tin cho cánh hậu. Nhưng dù sao thì việc yêu cầu ông từ chức là lên tiếng cho Tập Cận Bình biết rằng người dân trong nước của họ có thể bị bịt miệng, nhưng thế giới không bao giờ làm ngơ cho trò chơi gian xảo của Bắc Kinh nhằm đối phó với toàn thế giới này.
COVID-19 tiêu diệt kinh tế của Trung Quốc cũng như chế độ cộng sản của Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây biết bao nhiêu tội ác diệt chủng tày trời, nay lãnh đạo phải đối diện với nguy cơ bị trời tru đất diệt. Nạn coronavirus này phải chăng sẽ là cơn đại hồng thủy quét sạch những kẻ bạo tàn để tái lập một trật tự chính trị mới và xã hội mới? Đế chế Trung Quốc tàn lụi thì Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cũng sẽ mất ghế dựa. Lưới trời lồng lộng lãnh đạo Ba Đình cũng cần lấy đó làm gương, học cách tiến thủ, hành xử phải đạo với nhân dân để còn có con đường quay về với dân tộc. Mặc dù khó có thể định lượng được chính xác tác động kinh tế vì thiếu dữ liệu cho sự bưng bít thông tin và thiếu trung thực trong các báo cáo về vi phạm và mức độ của nạn dịch tại Trung Quốc, nhưng chúng ta có thể kết luận một cách hợp lý rằng đại dịch này không chỉ đưa đến thảm họa sức khỏe, nhân sinh mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế và chế độ của Trung Quốc cũng như kinh tế của toàn cầu. Kể từ ngày 10 tháng 2, Trung Quốc đã phong tỏa 3 tỉnh Hồ Bắc, Liêu Ninh và Giang Tây, cùng tất cả 4 đô thị do Trung ương quản lý gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Trung Khánh và hơn 80 thành phố lớn khác trong nỗ lực ngăn chặn đại dịch COVID-19. Hậu quả không thể tránh khỏi của sự phong tỏa này là sự xáo trộn cuộc sống hàng ngày của hàng trăm triệu người và gây gián đoạn sản xuất kinh tế tại Trung Quốc và ảnh hưởng đến toàn thế giới. Tính sơ khởi thì hiện có 140 triệu người đang sinh sống tại các tỉnh bị phong tỏa với tổng sản lượng quốc gia GDP vượt quá 10,6 nghìn tỷ nhân dân tệ, tức 1,5 nghìn tỷ đô la Mỹ. Tại 4 thành phố kể trên, gần 100 triệu cư dân với GDP ước tính 12.000 tỷ nhân dân tệ, tức tương đương với 1,7 nghìn tỷ đô la. Và 10 thành phố bị phong tỏa là 10 thành phố có mức hiệu quả kinh tế cao hàng đầu của Trung Quốc. Các dữ liệu trên cho thấy coronavirus đang tiêu diệt các khu vực sản xuất ít nhất là một nửa tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc. Trong thực tế, các khu vực bị ảnh hưởng và con số cư dân bị ảnh hưởng có thể còn cao hơn rất nhiều. Quyết định Trung ương cho khóa chặt các tỉnh, thành phố được các cấp địa phương thi hành quyết liệt và triệt để đến độ các doanh nghiệp trong tất cả mọi lĩnh vực đều gặp khó khăn, đặc biệt các doanh nghiệp tư nhân nhỏ hoặc trung bình. Trong lĩnh vực dịch vụ hoặc các doanh nghiệp buôn bán lẻ phụ thuộc vào dòng tiền mặt luân lưu đều đứng trước nguy cơ phá sản. Vài thí dụ nhỏ như trong mùa Tết vừa qua nhằm kiểm soát nạn dịch lây lan đã khiến thu nhập của 3 ngành du lịch, rạp chiếu phim và nhà hàng tại Trung Quốc mất ít nhất 1.000 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 143 tỷ đô la Mỹ. So với mùa Tết năm 2019, các phòng vé Trung Quốc thu vào 215 triệu đô la và năm nay doanh thu chỉ còn lại 258.000 đô la. Tương tự, năm ngoái ngành du lịch của Trung Quốc vào dịp Tết thu 73.7 tỷ đô la và năm nay hầu hết các địa điểm thu hút khách Trung Quốc đều phải đóng cửa. Ảnh hưởng kinh tế với ngành nông nghiệp của Trung Quốc cũng không khá gì hơn. Do nạn dịch phải phong tỏa các tỉnh thành, các tuyến giao thông chính của Trung Quốc đều bị khóa. Nội bất xuất, ngoại bất nhập, các doanh nghiệp không thể vận chuyển những sản phẩm dễ bị hư hại đến các thị trường trong thành phố, nơi giá rau cải, hoa quả đang tăng vọt khủng khiếp. Thêm vào đó, nông dân không được phép cho ra đồng làm việc, đưa đến tình trạng các nông phẩm bị hư hao, đưa đến thất thu và thiệt hại lớn cho nông nghiệp. Vào thời điểm này, lẽ ra là mùa cấy cày vụ xuân, nhưng vì nạn dịch, việc cấy xới đất và gieo hạt giống trên đồng đã bị trì hoãn. Điều này sẽ đưa đến tình trạng thiếu hụt gạo, ngũ cốc nghiêm trọng cho Trung Quốc năm nay. Thêm vào đó, xuất nhập cảng của Trung Quốc vốn đã bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Nay nạn dịch coronavirus càng gây thêm khó khăn cho Trung Quốc. Các trung tâm xuất cảng như Thượng Hải, Thẩm Quyến, Bắc Kinh và Quảng Châu đã phải đình chỉ hoạt động và ngừng sản xuất trong nhiều tuần lễ liền. Nếu tiếp tục ngừng hoạt động sẽ gây thêm chậm trễ và càng khiến cho chi phí sản xuất gia tăng. Khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố Trung Quốc là mối quan tâm y tế khẩn cấp của thế giới, thì rất ít quốc gia muốn tiếp tục mua hàng hóa thực phẩm từ Trung Quốc do sợ bị lây lan coronavirus. Theo tin tức của truyền thông Mỹ thì các ghé cảng tàu hàng tuần của các cảng chính do Trung Quốc cho thấy mức suy giảm
sụt hơn 20% kể từ ngày 20 tháng 1 năm 2020. Sau đó, các công ty sản xuất của Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ phá sản. Vào ngày 3 tháng 2, Hysin, một đại công ty truyền thông kinh tế của Trung Quốc, đã báo cáo chỉ số quản lý mua hàng sản xuất của Trung Quốc PMI đã giảm xuống 51,1, mức thấp nhất trong 5 tháng qua vì nạn dịch. Hầu hết các nhà máy và doanh nghiệp đã không thể tiếp tục hoạt động như dự kiến sau khi lễ Tết chấm dứt vào ngày 10 tháng 2 tại Trung Quốc và có xác suất sẽ còn tiếp tục phải tạm nghỉ cho đến hết tháng 2, có thể có qua cả tháng 3. Sự trì hoãn này có thể tiêu hủy ngành sản xuất. Nhiều công ty đã không còn lựa chọn nào khác phải tuyên bố phá sản hoặc sa thải nhân viên. Trong năm nay chắc chắn sẽ còn hàng loạt các doanh nghiệp đóng cửa hoặc phá sản. Một hộp đêm ở Bắc Kinh, King of Kings, cho biết sẽ sa thải 200 nhân viên vì gặp khó khăn tài chính do nạn dịch gây nên. Thậm chí các thương hiệu quốc tế như Burberry, Estee Lauder, Apple v.v. đang đóng hàng loạt các cửa tiệm tại Trung Quốc. Mặc dù nhà cầm quyền Trung Cộng đã bỏ ra 1,7 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương với 243 tỷ đô la Mỹ để kích thích thị trường tài chính Trung Quốc, nhưng tình hình vẫn không khá hơn, không chỉ các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng nặng nề bởi nạn vi khuẩn và các công ty lớn cũng đang vật lộn để tồn tại. Cuộc khảo sát gần đây cho Viện Evergrande thuộc Đại học Tsinghua cho thấy trong số 995 công ty, nhiều công ty không thể tiếp tục sản xuất bình thường. Cuộc khảo sát kết luận rằng 85% các công ty ở Trung Quốc chỉ có thể tồn tại trong 3 tháng. Điều này sẽ đưa đến những cuộc sa thải nhân công rộng khắp, tràn lan, thất nghiệp và xác suất sẽ lên tới hàng chục triệu người. Trong nạn dịch SARS năm 2003, chi phí khủng hoảng kinh tế là 40 tỷ đô la, nhưng chi phí kinh tế cho đại nạn dịch coronavirus lần này có thể to hơn rất nhiều, đưa đến những phản ứng chính trị, kinh tế, ngoại giao và xã hội càng sâu rộng hơn. Trước tình trạng kinh tế nguy kịch ở mức báo động, Ủy ban Thường vụ Đảng Cộng sản Trung Quốc gồm 7 thành viên kiểm soát toàn bộ mọi quyền lực của Trung Quốc đã tổ chức 2 cuộc họp liên tục trong vòng 7 ngày. Đây là một sự kiện hiếm thấy với nỗ lực cố tìm ra chiến lược để phục hồi sản xuất song song với việc giải quyết nạn dịch. Tuy nhiên, đến nay có vẻ thất nhân bang này vẫn đang chưa tìm ra được giải pháp vì ngày càng có thêm nhiều trung tâm kinh tế vẫn tiếp tục đóng cửa, ngừng hoạt động. Đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, có thể nói cuộc chiến chống lại nạn dịch thực chất là một cuộc chiến chính trị và chế độ có tồn tại hay không tùy thuộc vào việc chiến thắng được hệ lụy của vi khuẩn coronavirus gây ra hay không. Tương lai gần, các nhà phân tích kinh tế chẩn đoán Trung Quốc sẽ phải yêu cầu xin trì hoãn việc thực hiện giai đoạn 1 của thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, hy vọng Tổng thống Trung sẽ tiếp tục chính sách cứng rắn, không để cho Trung Quốc thoát khỏi khó khăn lúc này. Nếu Trung Quốc bị lâm vào thế phải mở cửa thị trường tự do, điều này sẽ giúp cho cả doanh nghiệp tư nhân của Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ và phải giúp giảm được sự độc quyền thao túng của các doanh nghiệp quốc doanh do Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm giữ. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây biết bao nhiêu tội ác diệt chủng tày trời. Nay lãnh đạo phải đối diện với nguy cơ bị trời tru đất diệt. Nạn coronavirus này phải chăng sẽ là cơn đại hồng thủy quét sạch những kẻ bạo tàn để tái lập lại một trật tự chính trị mới và xã hội mới? Đế chế Trung Quốc tàn lụi thì Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cũng sẽ mất ghế dựa. Lưới trời lồng lộng, lãnh đạo của Ba Đình cần thấy đó làm gương, học cách tiến thủ, hành xử phải đạo với nhân dân để còn có con đường quay về với dân tộc, với nhân dân. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.